riêng để tiện theo dõi trong quá trình cho sinh sản. Đối với giống núi rúi sinh sản này, khi mà bà con nuôi thì bà con cũng cần chú ý là nuôi sinh sản thì bà con là cần xây chuồng là mỗi ô chúng ta chỉ nên là xây nuôi một con, và nếu như phát hiện mà chúng phát dục thì chúng ta lúc đó chúng ta mới ghép con đực vào, và khi mà phát hiện mà đã được đực rồi thì chúng ta lại phải tách ra, bởi vì nếu đối với con rúi này thì họ có cái đặc tính là nếu như mà được đực rồi mà không tách ra thì có thể cũng lại cắn nhau, nhưng chỉ là cắn nhau ở mức độ nhẹ. Khi mà nhấc con cái lên ạ, nhấc con cái lên mà bà con thấy là cái đít của nó chỗ hậu môn sinh dục đấy nó hồng hồng, có thể nhìn thấy ngay thì bà con có thể ghép con đực vào, có thể là tuần, có thể là hơn tuần, tùy theo kiểm tra của mình. Nếu như cảm thấy là chưa được thì chúng ta có thể để lâu hơn, miễn là chúng ta có thể là tách trước khi nó đẻ để